Khi đi, đứng, ngồi, nằm, ở chỗ nào thì chỗ ấy đều thành kim cương. Muốn được điều này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới bỏ nước xuất gia, cũng đến ngày đó thành vô thượng chánh giác, rồi cũng đến ngày đó chuyển bánh xe chánh pháp, làm cho vô lượng vô số hữu tình xa lìa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, lại làm cho vô lượng vô số hữu tình hết hẳn các lậu, tâm và tuệ giải thoát, cũng làm cho vô lượng vô số hữu tình không thối chuyển. Đối với quả vô thượng bồ đề, muốn được việc như vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được vô thượng bồ đề, vô lượng vô số thanh văn bồ tát làm chúng đệ tử, mỗi khi thuyết pháp làm cho vô lượng vô số hữu tình ngay tại chỗ ngồi chứng quả a la hán, lại làm cho vô lượng vô số chúng sanh cũng ngay tại chỗ ngồi đối với quả vô thượng bồ đề không thối chuyển. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được sống lâu vô lượng, được vô biên ánh sáng, tướng tốt trang nghiêm, người xem không chán, lúc bước đi hoa sen ngàn cánh thường đỡ nơi chân, làm cho trên mặt đất hiện thiên bức luân, mỗi bước đi đại địa chấn động mà không làm tổn hại hữu tình nào trên đất. Khi muốn ngó lui toàn thân đều xoay lại, bước chân đi dậm tận bờ kim cương, như bánh xe lăn đến đâu đất cũng đều rung theo. Muốn được như vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được các chi tiết trên toàn thân đều phóng ánh sáng, chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, ánh sáng chiếu đến đâu đều làm lợi ích lớn cho chúng hữu tình. Muốn được như vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, khi tôi được vô thượng chánh đẳng, nguyện quốc độ tôi không có tất cả các tên tham dục, sân giận, si mê, chúng hữu tình trong đó thành tựu diệu tuệ. Do sức tuệ này liền suy nghĩ, bố thí, điều phục, an nhẫn, tinh tấn, tịch tịnh, quán kỹ, lìa các buông lung, tu hành, phạm hạnh, từ bi hỷ xả, không làm não hại hữu tình như cõi Phật khác, đâu chẳng lành thay. Muốn viên mãn nguyện này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, khi ta được vô thượng chánh giác, việc hóa độ đã chu toàn, sau khi niết bàn chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, thường làm lợi lạc cho chúng hữu tình, muốn viên mãn nguyện này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, khi ta được vô thượng chánh giác, nguyện cho chúng hữu tình trong hàng hà sa số thế giới khắp mười phương nghe danh ta đều được vô thượng chánh giác, muốn viên mãn nguyện này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, nếu các đại Bồ Tát muốn thành tựu vô lượng vô biên công đức thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nhất định sẽ thành tựu công đức như vậy. Lúc bấy giờ 3.000 đại thiên thế giới, trời tứ đại vương đều rất vui mừng, đồng suy nghĩ: nay chúng ta nên đem bốn bát dâng cúng Bồ Tát này như ngày xưa thiên vương dâng bát cúng Phật. Khi ấy 3.000 đại thiên thế giới, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, đều rất vui mừng, đồng suy nghĩ, chúng ta nên mau đến cúng dường hầu cận Bồ Tát như vậy, làm cho A Tố Lạc hung ác giảm xuống, để cho chư thiên và các quyến thuộc tăng thêm. Lúc ấy trong 3.000 đại thiên thế giới, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm, trời đại quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh đều vui mừng hớn hở, đồng suy nghĩ, chúng ta nên thỉnh Bồ Tát như thế, mau chứng vô thượng chánh giác, chuyển bánh xe pháp luân, làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa làm cho sáu Ba La Mật Đa tăng trưởng
thì các thiện nam thiện nữ ở thế giới kia đều rất vui mừng, đồng suy nghĩ. Chúng ta nên thỉnh Bồ Tát như vậy, làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè quen biết. Khi ấy ở thế giới kia, trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh đều hoan hỉ, được diễm phúc, đồng suy nghĩ. Chúng ta nên bày các phương tiện, làm cho Bồ Tát này lìa phi phạm hạnh, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thường tu phạm hạnh. Vì sao? Vì nếu bị nhiễm sắc dục, sanh nơi phạm thiên còn bị chướng ngại, huống là đắc vô thượng, chánh đẳng giác. Vì thế, Bồ Tát nào đoạn dục xuất gia tu phạm hạnh, có thể chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chứ không phải kẻ chẳng đoạn. Lúc ấy Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, chư đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, bạn thân không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, có Bồ Tát có đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc mà vẫn tu hạnh đại Bồ Tát, hoặc có đại Bồ Tát không có vợ con, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thường tu phạm hạnh, vẫn còn đồng chân, hoặc có đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, thị hiện hưởng thọ năm dục, nhàm bỏ xuất gia mới đắc vô thượng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, ví như nhà huyễn thuật, hoặc học trò của người ấy giỏi nghề huyễn thuật, giả làm năm dục rồi cùng nhau vui chơi thỏa thích, ý ông thế nào huyễn làm ra đó có thật không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát cũng vậy, vì muốn giáo hóa chúng hữu tình nên Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo hóa hiện thọ hưởng năm dục, nhưng đại Bồ Tát này ở trong năm dục rất là nhàm chán, không bị năm dục làm nhiễm ô, mà dùng vô lượng pháp môn của trách các dục. Dục là lửa dữ thiêu đốt thân tâm, dục là dơ xấu làm ô nhiễm mình và người, dục là đồ tể thường làm hại cả ba đời quá khứ vị lai hiện tại, dục là oán định thường rình tìm làm suy tổn, dục như đuốc cỏ, dục như quả đắng, dục như kiếm nhọn, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giếng tối. Bồ Tát dùng vô lượng thứ tội lỗi như vậy để của trách các dục. Đã hiểu biết rõ tội lỗi các dục rồi, nào có chân thật mà thọ hưởng các dục, chỉ vì làm lợi ích giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo thị hiện thọ hưởng các dục.